Xin chào thầy và các bạn. Thì sau đây em xin trình bày phần bài tập 4 của môn vi xử lý thầy Nguyễn Văn Hiệp. Đó chính là làm đếm giờ phút giây hiển thị trên 8 con led 7 đoạn. Thì em xin đến với phần đầu tiên, đó chính là Bằng vẽ sơ đồ nguyên lý bằng Protus. Thì ở đây chúng ta vẫn như bình thường là sử dụng con bit 16F 8.7, thì bit 16F 8.7. Rồi chúng ta sẽ sử dụng 8 con led. Chúng ta sử dụng 8 con led 7 đoạn. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng con anode chung, tức là mức không thì nó sẽ sáng. Thì từ chân 2 cho tới chân G chân chính là chân dữ liệu, còn từ chân 1 tới chân 8 thì ở đây sẽ là chân quét. Thì 8 con quét này tám cái này là được nối chung chân này với nhau và đưa ra đây. Rồi bây giờ sẽ đi dây đây à, chúng ta còn một dây đồng ngoại nữa, không thể thiếu. Sử dụng tần số với 20 MHz. Lúc master kia rồi, vậy mình sẽ lại xong nhắn. Thì cái phần bọc xe ở đây chúng ta bọc xe ở đây chúng ta sẽ kết nối với lại phần dữ liệu, đó chính là từ chân A đến chân G của con này. Đây, mình sẽ dùng phương pháp đi dây gọn hơn. Cái nối hết thôi. Thì để điều khiển này thì thay vì sử dụng con PNB thì cái thời gian hiển thị nó sẽ rất là chậm trong phần mô phỏng này, nên thay vào đó sẽ sử dụng 8 cộng nó để cấp cho nó, như thầy đã nói trong video gần đây nhé. Đây chúng ta sẽ lấy cộng nó ra. Thôi, như vậy là 8 lít, 8 cộng nốt ở đây nè. Rồi, cũng tương tự, đi dây ngắn gọn hơn, dễ nhìn hơn. Này, ok. Rồi, 800. Thì chỉ cần tên giống nhau thì nó sẽ nối nhau. Như vậy thì chúng ta đã hoàn thành được phần vẽ sơ đồ nguyên lý bằng Protus cơ bản là vậy. Ở đây chúng ta sẽ dùng sun clock, đó là tần số 20 MHz. Cái phần thứ hai đó chính là vẽ lưu đồ. Thì ở đây
Đầu tiên chúng ta phải xét các chân C là dữ liệu, chân D là quét cái trạng thái của giờ, phút, giây sẽ là ở không hết. Rồi thì chúng ta sẽ cho nó đi qua cái hàm hiển thị LED. Ở đây đầu tiên chúng ta sẽ xét với điều kiện của đó chính là giây, tại vì giây xuất hiện đầu tiên, đếm đầu tiên, thì chúng ta sẽ xét xem giây có bé hơn 59 không. Nếu có, nếu đúng á, thì sẽ tăng lên 1, còn nếu sai thì sẽ trở về 0. Rồi thì tức là đếm tới 59 thì qua 59 thì nó sẽ lên 60 là về 0 luôn. Rồi. Ở đây nếu mà nó sai thì nó sẽ lên về lại 0 nha. Rồi sau khi đó thì sau mà không thì chúng ta sẽ xét đến kiểm tra xem phút tiếp theo là phút sau khi đếm được 60 giây S sẽ lên 60 thì đầu về 0 lại thì giây đầu sẽ đếm. Thì ở đây cũng tương tự thôi, thì 60 phút 60 giây thì 60 phút sẽ xét xem có bé hơn 59 không, nếu đúng thì phút sẽ tăng lên 1, còn sai thì phút sẽ về lại 0, tức là lớn hơn 59 về lại 0. Và chúng ta sẽ xét tới giờ, thì giờ ở đây chúng ta sẽ cho nó bé hơn 24. Ở giờ đây chúng ta sẽ cho nó bé hơn 24 nha. Rồi bé hơn 23 chứ, thì nếu đúng đây là đúng. Nếu đúng thì đấy, rồi nếu đúng thì giờ sẽ tăng lên 1, còn sai thì giờ sẽ trở về lại 0 và nó sẽ quay lại cái gọi hàm hiển thị LED ra và chạy tiếp. Đấy, rồi còn hàm hiển thị LED thì đưa dữ liệu vào PC rồi bật tắt từng LED với bật tắt tại con LED đó thì nó sẽ bật tắt với thời gian delay nhất định, và chúng ta cho lặp lại 10 lần để xét hết một cái đoạn mảng của nó từ 0-9. Đấy, rồi như vậy đã giải thích xong phần lưu đồ rồi. Đây là phần chương trình, thì ở đây sẽ đã là khai báo thư viện. Xem là rồi đây khai báo dùng con thạch anh do đồng ngoại xung 20 MHz. Đây chúng ta sẽ khai báo với đoạn mã này, đoạn mảng này là với tên là LED 7 đoạn gồm 10 phần tử từ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 là hiển thị trên LED 7 đoạn đó. Đây rồi thiết lập trạng thái ban đầu của này là không hết. Rồi hôm nay sẽ có một cái chương trình con, đó là hiển thị. Đây hiển thị đây. Đây rồi còn hiển thị đây. Rồi chúng ta sẽ dùng một lệnh y, dùng lệnh for vòng lặp đến là gắn lệnh y, thì cho chúng ta sẽ cho nó chạy từ không chạy 10 lần thì y bằng 0, y bán 10 thì y tăng. Đầu tiên đây C với dòng mã đầu tiên, đây đây là sẽ là đây là hai ô này, là ô này, thì ở đây chính là hàng chục. Trong đoạn này chúng ta sẽ thấy hàng chục của phần giờ. Đây là chúng ta sẽ chia cho 10 lấy phần nguyên. Đấy, xong rồi chúng ta cho tắt delay 1 giây và chúng ta sẽ cho sáng lên delay 1 giây, delay 1 mili giây, sau đó là tắt.
Rồi. Được không? Rồi. Đây, được không đây? Đây. Đây chính là cái điều khiển nha. Chân D chính là xuất ra xuất dữ liệu điều khiển nha. Rồi còn đây là để hiển thị. Rồi tiếp đến là hàng chục, hàng đơn vị chứ, sau hàng chục sẽ là hàng đơn vị, chia 10 lấy phần dư ấy, tương tự cho này thì phần sau cũng vậy, sáng lên đi ra một giây, một mili giây xong đó là tắt đi. Rồi tương tự cho hàng phần phút thì cũng có hai câu lệnh. Ở đây chúng ta sẽ dùng D0, D1, D2. D2 thì đã nằm ở đây, còn 3, 4 và D5 nằm đây và tới 6, 7. Thì lý do tại sao là xuống cho bạn này sẽ giải thích thêm cho các bạn, đó chính là thì ở đây là hai câu lệnh phần chục và phần đơn vị cho phút. Rồi tiếp đến cuối cùng chính là giây, phần chục và phần đơn vị cho phút. Đây chúng ta sẽ lấy các bạn ngày chạy và chúng ta sẽ chia cho 10. Tương tự đây là Apollo, một cao à, một thấp thì sẽ sáng lên sau đó tắt, sau đó ok sẽ tắt. Rồi thì để giải thích cho hai chân D và 2 và D5 thì đó chính là hai cái nút gạch, cái nút gạch để phân cách đây đó, cái nút gạch để phân cái nó sẽ là bé nha. Đây G thì ở tại vị trí G của led bảy đại thì nó sẽ mất không thì nó sẽ sáng lên, còn lại tắt hết. Rồi và chương trình chính đây sẽ chích, đây đây là cấu hình box C và D là ngõ ra. Rồi thì như ở phần lưu đồ anh đã nói rằng là chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh có điều kiện, thì với phần dây bé hơn 59 thì nó sẽ tăng lên một đơn vị. Đây theo đúng thì tăng lên, ngược lại nha, là tức là x lớn hơn thì nó sẽ bằng 0, x lớn hơn 59 thì nó sẽ là bằng 0, lớn hơn bằng 59 thì sẽ là bằng 0. Rồi chúng ta lặp lại cho phần phút, x lớn hơn 59, m lớn hơn 59 thì tăng 1, ngược lại bằng 0. Và rồi giờ lớn hơn giờ bé hơn 23 thì sẽ tăng lên 1, còn lớn hơn bằng 23 thì nó sẽ bằng 0. Rồi chúng ta kết thúc chương trình, gọi hàm con ra đây, hàm hiển thị. Rồi vậy là em đã xong phần lưu đồ, thì giờ chúng ta sẽ chạy thử xem có lỗi không. À, phần viết code. Ồ, không có lỗi. Rồi chúng ta sẽ qua phần nạp code cho con này, cái điều khiển này. Mong là nó chạy thôi. Ồ. Thì để trong phần mô phỏng được diễn ra cách dễ dàng thì để tăng thời gian lên nhìn cho dễ. Đây đã là 2 phút rồi. Chính là không ít bếp đây, chân G sẽ lên mức thấp thì nó sẽ sáng đến lên trên rồi tăng lên. Rồi, như vậy là em đã hoàn thành xong phần nhập code và chỉnh trình. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.